À, xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái lệnh để điều khiển cái màn hình làm việc của các bạn. Đấy. Thì để điều khiển màn hình làm việc thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến công cụ đầu tiên, đó là công cụ Move Tool, chúng ta là V. Thì đây là công cụ chọn đối tượng và di chuyển đối tượng. Đấy, thì khi mà có một cái đối tượng như thế này, ví dụ có một đối tượng này, tôi có một đối tượng này nào. Đấy, khi mà có một cái đối tượng như thế này thì các bạn có thể bê được nó đi, và duy nhất chỉ có công cụ này nhá là công cụ có thể di chuyển được nó, còn tất cả các công cụ khác thì nó sẽ làm một cái việc khác mà theo tính năng của công cụ đấy. Và công cụ này phím tắt là V. Chính vì vậy là các bạn khi đang ở bất kỳ một công cụ nào thì chúng ta làm việc xong chúng ta đều phải thoát về V này và chúng ta mới có thể di chuyển được đấy. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta có nhiều đối tượng, ví dụ như thế này, tôi thêm một vài đối tượng vào đây, tôi thêm một vài đối tượng. Đó. Tôi thêm một vài đối tượng như này nhé. Ok. Đấy. Chúng ta có ba cái đối tượng ở trong bảng quản lý layer đây. Đấy. Chúng ta có ba cái đối tượng như này. Thế bây giờ nếu sử dụng công cụ này thì cái cách lựa chọn các cái layer này như thế nào đây? Tôi bê, tôi có kích vào đây thì nó cũng vẫn bê ở đây. Thì ở đây trong chương trình Photoshop, cái phần quản lý layer là phần cực kỳ quan trọng. Bất kỳ chương trình nào thì đều có layer. Đấy. Nhưng thằng Photoshop thì nó quản lý layer một cách triệt để nhất. Nếu các bạn làm sai layer thì nó là một điều rất tồi tệ với các bạn. Tất nhiên nó vào tùy tình huống, sai thì có sửa được không. Có những tình huống là không thể sửa được. Ví dụ cái thao tác đổ màu cho đối tượng này. Đấy. Nhưng mà chúng ta đổ nhầm vào cái nền này, nó bẹp một cái mảng màu vào đây thì thôi, nếu mà hết lệnh quay lại rồi thì chắc là rất là căng thẳng. Đấy, chính vì vậy là các bạn làm trên Photoshop thì cái phần layer là phần cực kỳ quan trọng. Đấy, nếu như trong trường hợp máy các bạn không thấy bảng layer đâu thì các bạn vào Windows nhá, thì nó phím tắt của nó là F7 đây, thì các bạn có thể mở cái bảng layer ra, để tắt này, mở này. Đó. Thì chúng ta có thể mở cái bảng layer này ra. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách chọn layer này. Thì để chọn các layer, chúng ta có ba cách chọn như sau. Thứ nhất, các bạn có thể chọn trong bảng layer như này. Chọn đối tượng nào thì di chuyển đối tượng đấy. Đấy, trong Photoshop không cần kích vào đối tượng vẫn có thể di chuyển đối tượng như này. Cách thứ hai, chuột phải này, chọn tên của cái layer đấy. Bao giờ cái layer chúng ta chuột phải vào nó cũng sẽ hiển thị ở trên cùng như này, chỉ cần chọn cái tên trên cùng thôi. Đấy. Thì chúng ta có thể chọn này, đây là cách 2. Cách số 3, chúng ta có thể kiểm vào dấu Auto Select ở đây. Kiểm vào dấu Auto Select. Khi kiểm vào như này có nghĩa là tự động chọn đối tượng. Đấy. Khi mà chúng ta kích vào đối tượng nào thì chọn đối tượng đấy. Ở đây đặt ra vấn đề là cái thao tác này thì rất là thuận tiện. Thì tại sao lại còn phải sinh ra hai cách chọn đối tượng trước? Bởi vì có những tình huống, ví dụ như thế này, có những tình huống nó bị chồng lên nhau, mà cái hình màu xanh như thế này tôi không muốn di chuyển nó ra, bởi vì di chuyển nó ra thì nó bị xô lệch vị trí với những cái đối tượng hiện tại, thì đấy là điều không mong muốn. Đấy, chính vì vậy là chúng ta trong trường hợp này chúng ta sẽ bỏ dấu kiểm này đi, bỏ dấu kiểm này đi, và chúng ta chọn layer ở trong này, hoặc chúng ta chọn layer bằng cách là chúng ta chuột phải đấy và chúng ta chọn tên của nó sẽ xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới ở chỗ mà chúng ta kích vào. Ví dụ khi chỗ này chúng ta kích vào thì nó có phần layer màu xanh và có một cái layer nền và có một layer background đấy, cái layer màu nền nhỏ nhỏ đây này. Đấy. Thì đây, layer màu xanh, cái layer nền nhỏ và background đây. Đấy thì chúng ta chọn layer này và chúng ta có thể hoàn toàn bê nó ra mà không bị động đến cái thằng này. Đấy. Thì cái cách lựa chọn layer thì các bạn sẽ luôn phải linh hoạt trong cái tình huống mà chúng ta đang muốn
làm cái gì, đúng không? Thì đấy là cái lựa chọn. Tất nhiên là nó sẽ có nhiều cách khác. Thì ở cái bài này mới chỉ học đến bài 2 thôi, đơn ra là chúng ta chỉ sử dụng cái thao tác đấy để làm, để làm gì, để chúng ta làm quen. À, chứ còn không phải là có những pro xem video thì bảo ui anh này dạy sai rồi, đúng không, dạy như này không đúng, bởi vì tại sao không chọn một cách khác phù hợp hơn đấy. Nhưng không phải là theo giáo trình của mình thì mình sẽ làm theo hệ thống. Đến bài nào thì sẽ sử dụng công cụ của bài đấy để các bạn thực hành công cụ bài đấy. Còn tất nhiên khi học xong khóa Phusuk của mình thì các bạn sẽ trở thành pro rồi, thì lúc đấy các bạn sẽ rất chủ động trong việc sử dụng công cụ nào, bởi vì chúng ta đã hiểu nó rồi thì lại rất đơn giản, chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu được một công cụ này một công cụ kia đấy và chúng ta ít sự lựa chọn. Đây là chúng ta có muôn vàn những sự lựa chọn, và khi học xong chương trình Phusuk của mình thì chắc các bạn cũng chỉ sử dụng 2 đến 30% những công cụ mình dạy thôi đấy. Nhưng cơ bản là khi các bạn hiểu rồi thì các bạn sẽ sử dụng công cụ nào để cho nó nhanh nhất, kết hợp như thế nào cho nó khoa học nhất, thì đấy mới là quan trọng. Chứ không phải là chúng ta ui học nhiều như thế để làm gì, tôi chỉ cần học một hai thao tác là tôi đã làm sản phẩm. Không phải, mà các bạn phải biết 10 nhưng chỉ làm một làm hai thôi mới là nhanh, mới là hiệu quả. Chứ không phải là biết một hai và làm một hai, như thế thì chúng ta sẽ bị phích cứng ở trong một thao tác nào đấy, đúng không ạ? Và các bạn sẽ phải có một cái rất nhiều những cái sự lựa chọn về công cụ để làm ra một sản phẩm, thì đấy mới là vô số chuyên nghiệp nhỉ. Tiếp theo thì chúng ta xong được cái thao tác và lựa chọn đối tượng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái thao tác nữa, đó là điều khiển cái khu vực làm việc đấy. Thì bây giờ không phải lúc nào cũng ngay đơ ở một cái vị trí như thế này, đúng không ạ? Thì chúng ta phải phóng to thu nhỏ, phải di chuyển, phải làm sao di chuyển đúng vào cái vị trí mà cái đối tượng hay là khu vực chúng ta muốn làm việc. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái công cụ tiếp theo, đó là công cụ phóng to thu nhỏ màn hình nhé. Thì các bạn là ghi tôi công cụ Room Tool, phiên tắt là Z. Thì ở đây các bạn chú ý nhé, vì mặc dù ở đây là học online đúng không? Các bạn học qua video thì chúng ta cũng nên ghi vào vở, nên ghi rất là nghiêm chỉnh, đấy, khoa học thì các bạn mới nhớ lâu được. Chứ còn nếu mà các bạn học máy tính mà các bạn không ghi, các bạn chỉ xem không thôi thì chắc chắn là sẽ rất là khó để các bạn nhớ. Đấy, mình đã hơn 10 năm mình dạy cái chương trình Photoshop này rồi, và ngoài Photoshop này ra thì mình còn dạy rất là nhiều các chương trình khác nữa, nên là mình rất là hiểu cái cách thức mà chúng ta tiếp nhận các chương trình nó như thế nào. Thì ở đây ngoài cái chương trình Photoshop thì mình còn dạy cả 3D Max này, dạy InDesign, dạy After Effects, dạy AutoCAD này, Premiere. Thế thì tất cả những chương trình này thì ở trên kênh của mình thì mình cũng cũng có đăng ở trên này. Thế nên là các bạn muốn học thì các bạn cứ lên đây. Thì đây đều là những cái giáo trình từ cơ bản đến nâng cao full toàn bộ, và các bạn học là sử dụng một cách thành thạo chuyên nghiệp, chứ không phải là chúng ta chỉ gọi là học lướt ván cho qua cho xong đấy. Thì tất nhiên là những tùy công việc các bạn, nếu mà chúng ta chỉ học cho biết thì khả năng là học đến đâu hay đến đấy, đúng không? Còn nếu mà cái bạn nào làm dân thiết kế thì phải học bài bản chuyên nghiệp đấy. Thì mình là chuyên dạy cho các bạn thiết kế, cái số lượng mà các học viên qua mình đi ra làm nghề thì nó là rất là nhiều rồi đấy. Thì chủ yếu là các bạn dân thiết kế học là chính, các cái trường ví dụ như mỹ thuật công nghiệp, ví dụ như viện mở, ví dụ như kiến trúc đấy, nhạc họa, rồi mấy trường nhỏ nhỏ hơn ví dụ mỹ thuật công nghiệp Á Châu đấy, rồi là Nguyễn Trãi, thì rất là nhiều những cái bạn sinh viên các cái trường đã học qua mình rồi đấy. Và tiện thể đây thì các bạn vào kênh thì cũng giúp mình đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận những thông báo, những video mới cho các bạn nhé. Thì để chúng ta thuận lợi trong cái việc học. Vậy khi tôi ra cái video mới thì các bạn có thể xem được, biết được và xem được ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thao tác Room nhé. Đấy, thì khi mà vào room này
Đấy, thì các bạn bấm chuột trái bình thường và kéo lên kéo xuống được như này. Đấy. Nhưng tất nhiên với thao tác này thì nó khá là phức tạp, bởi vì sao? Nó không phải phức tạp trong cách room mà phức tạp ở cái là chúng ta sẽ phải thoát công cụ. Đấy. Thì đang làm việc với một cái đối tượng nào đấy mà muốn room lên để làm việc tiếp với nó mà lại thoát đi thoát lại thì mất rất nhiều thời gian. Đúng không? Chính vì vậy trong chương trình Photoshop thì nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều kiểu room khác nhau. Đấy, nó rất linh hoạt. À, thì các bạn ghi cho tôi ngoài cái công cụ này thì chúng ta sẽ có cách dùng thứ nhất, đó là nhấn Ctrl cộng và Ctrl trừ. Đấy, nhấn Ctrl cộng và Ctrl trừ như này. Cách thứ hai, các bạn giữ cho tôi phím An cuộn con trỏ chuột, giữ An cuộn con trỏ chuột. Thì khi mà giữ An cuộn con trỏ chuột thì các bạn nhớ nhé là để đầu con trỏ chuột ở đâu thì nó sẽ zoom vào đúng cái vị trí đấy cho các bạn. Đấy. Giữ An cuộn con trỏ chuột. Cách thứ ba mà tôi rất hay sử dụng đó là nhấn phím Ctrl và phím cách, các bạn nhấn giữ. Sau đó thì nó sẽ hiện ở đầu con trỏ chuột cái thằng zoom lên đấy ạ. Thì các bạn bấm chuột trái. Đấy. Thì cái cách này nó cũng giống như là các bạn vào công cụ Room này. Đấy. Vào nhanh công cụ Room này. Đấy. Thì bấm chuột trái, các bạn kéo lên kéo xuống như này. Đấy, cách này thì nó giống hệt như là chúng ta vào đây, rất là thuận tiện. Đấy, thì tôi rất hay sử dụng cách này. Và cũng nhớ cho tôi là đầu con trỏ chuột ở vị trí nào thì zoom vào vị trí đấy nhé. Và khi mà chúng ta zoom to như này rồi, các bạn muốn thu trang giấy vừa màn hình thì các bạn có thể nhấn cho tôi phím Ctrl 0, số 0 đấy ạ. Thì nó sẽ thu trang giấy vừa màn hình. Đấy. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ hiển thị ở đây này. Bây giờ nó đang bị thu nhỏ xuống còn 68%. Có nghĩa là cái ảnh này thực tế nó to hơn cái kích thước của màn hình này rất nhiều. Đây nó đếm theo pixel nhé. Nó đếm cái số lượng pixel và cái số lượng hiển thị trên màn hình này. Thì nó đang chỉ được 68% thôi. Nếu các bạn muốn hiển thị to 100% để chúng ta biết được cái chất lượng của ảnh này thì các bạn nhấn phím Ctrl 1. Đấy, Ctrl 1. Thì nhiều khi ở trong máy tính chúng ta cứ zoom lên zoom xuống này thì không biết là ảnh bé như này hay ảnh to như này, hay ảnh to hết cỡ như này. Đấy, thì các bạn cứ nhấn phím Ctrl 1 là các bạn sẽ biết được là cái ảnh này nó to đến đâu. Đấy, thì nó sẽ nhấn phím Ctrl 1 là nó hiển thị 100% kích thước của cái ảnh so với cái pixel của màn hình nhé. Thì đấy là cái thằng chức năng phóng to thu nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái thao tác tiếp theo, đó là thao tác di chuyển màn hình làm việc. Thì để di chuyển màn hình làm việc thì các bạn sẽ vào công cụ Hand Tool, viết tắt là H. Thì công cụ này sẽ di chuyển được màn hình làm việc như này. Tất nhiên vào đây thì cũng sẽ phải thoát công cụ. Thế trong Photoshop nó có một cái thao tác rất là nhanh, đó là nhấn giữ phím cách này, nó sẽ hiện lên Hand Tool này. Đó, nhấn phím cách này, nó sẽ hiện lên Hand Tool. Các bạn nhấn giữ nhé. Chúng ta di chuyển như thế này. Thì đang ở công cụ Pen chẳng hạn, chúng ta đang đồ hình, ví dụ như thế này. Đấy, chúng ta đang đồ hình như thế này, đang đồ hình. Thì chúng ta phải giữ phím cách, chúng ta bấm thêm phím Ctrl và cách này để phóng to thu nhỏ. Sau đó thì các bạn đồ như thế này. Đấy, đồ này kịch đất thì lại giữ cách đẩy lên như thế này. Đấy, cái thao tác điều khiển màn hình như thế thì mới nhanh. Đấy thì để mà làm việc nhanh thì cái việc đầu tiên chúng ta phải điều khiển được màn hình vào đúng các cái vị trí mà chúng ta muốn đồ, muốn làm việc như thế này. Thì khi di chuyển màn hình các bạn chú ý cho tôi thêm cái nữa, nó đang nhỏ này các bạn không di chuyển được màn hình đâu nhé. Màn hình phải đang ở trạng thái phóng to thì chúng ta mới có thể di chuyển được màn hình. Thì đấy là cái thao tác điều khiển màn hình. Thì chúng ta đã xong được cái phần thao tác phóng to thu nhỏ và di chuyển màn hình. Đấy thì bài hôm nay thì tôi dừng ở đây. Thì bài sau chúng ta sẽ học về cái phần cách sử dụng vùng chọn. Đấy, cái phần này phần rất quan trọng, cực kỳ quan trọng ở trong Photoshop nhé. Thì Photoshop nó có hai phần rất quan trọng, đó là phần layer và phần vùng chọn. Đấy thì bài hôm sau tôi sẽ dạy về vùng chọn, các bạn đón xem.
Một tuần tôi sẽ duy trì đăng cho các bạn 3 bài. Đấy thì mình sẽ đăng vào 246 lúc 2 giờ chiều. Đấy thì các bạn đón xem và học. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để thấy những cái video mới hiện lên. Chúc các bạn học thành công. Cảm ơn các bạn đã xem.